Xin kính chào quý thầy cô, ban giám khảo. Hôm nay em sẽ chia sẻ với quý thầy cô và mọi người cách ủ rác thải nhà bếp bằng vi sinh vật có trong dạng gọi châu bò, cọc chế phẩm MSM1 và dung quế. Cách ủ này có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là ta có thể ủ được rác thải nhà bếp cùng với nuôi dung quế cùng một lúc. Ưu điểm thứ hai là nó rất sạch sẽ và không có mùi hôi, phù hợp với môi trường đông dân cư. Ưu điểm thứ ba là thời gian thực hiện rất nhanh và ưu điểm mới là rất dễ thực hiện. Sau khi thu gom rác thải từ các khu dân cư về thì chúng em tiến hành phân loại rác vô cơ và hữu cơ ra làm riêng. Sau khi đã phân loại rác xong thì chúng em tiến hành băm nhỏ các loại rác. Sau khi chúng em đã băm nhỏ các rác thải hữu cơ thì bây giờ chúng em sẽ tiến hành băm nhỏ cỏ voi ra phân 6. Khi chúng em đã cắt nhỏ các rác thải nhà bếp cùng với cỏ voi VA06 thì bây giờ chúng em sẽ tiến hành thu gom theo phương thức như sau. Thì chúng em đã cho 5kg rác thải thực phẩm nhà bếp cùng với 5kg cỏ voi VA06 đã được cắt nhỏ vào thùng. Và bây giờ thì chúng em sẽ cho tiếp 0,5kg thức ăn nhang nhở ở trong dạng gọi châu bò. Sau khi đã bỏ dung quế vào thì chúng em đã trộn đều tất cả lại. Sau đó chúng em sẽ dùng ni lông bịt chặt.
Sau khi bịt ni lông thì chúng em sẽ để ra ngoài có nắng nhẹ. Sau một tuần thì giun quế đã phát triển mạnh mẽ. Các rác thải và cỏ đã chuyển hóa thành phân, phân thì tơi xốp và không đặc biệt không có mùi hôi.